nhau đâu. À, anh không mang đến hạnh phúc cho em đâu. Tự nhiên em nghĩ là buồn quá đi coi phim mình, buồn quá thì rủ hai đi coi phim chung. Tự nhiên về nhắn tin một nụi vậy đó. Tính là gần cưới á, anh em rủ anh đi khách sạn á. Em rủ à, em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi. Đi cho biết mùi đời thôi. Bảy cái luôn. Bảy cái luôn trời ơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Trần Thanh Long, năm nay 31 tuổi. Sinh sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em là nhân viên ngân hàng. Mời em. Dạ, chào cô Hồng Vân. Cô gì mà cô, chị. Bỏ cắt cái đó đi nha. Rồi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Trương Huỳnh Như, năm nay em 25 tuổi. Em hiện là chuyên viên thẩm mỹ hả? Chuyên viên thẩm mỹ. Chuyên viên thẩm mỹ. Theo em thì anh Thuận cần sửa cái gì thì khuôn mặt anh Thuận sẽ sáng bừng lên. Anh không cần sửa gì hết, anh Thuận là đúng gu em luôn. Anh Thuận là đúng gu em luôn. Chồng em nè, chúc chồng em á. Dạ, vậy là dạ, em thích là mặt tròn. Vậy hả? Như dạ. Vậy là cái ngày mà cạo đầu của em nó cũng gần tới. Đúng không? Ủa nhưng mà sao hai em quen nhau ở đâu? Và cơ duyên nào dẫn đưa đường dẫn lối cho hai bạn gặp nhau? Em với vợ em á là quen nhau là cái duyên. Ở đó là em tham gia group bạn muốn hẹn hò offline á, trên fanpage á. Thì là lúc đó thì em thấy Facebook của vợ em, nhìn này avatar thôi thì rất là đẹp, tóc dài giống như bây giờ anh. Rồi em mới nhắn tin rồi ngày này qua ngày nọ. Lúc đó vợ em cũng nhắn lại á, hỏi thăm em á, thì em tưởng em vô rồi, em vô rồi. Nhắn tới đợt mà hỏi vợ có bạn trai chưa. Thì vợ mới im. Xong cái mất tích luôn. Sao vậy? Tại lúc đó đang có bạn trai đúng không? Dạ không, tự em làm việc em bận, em ít có lên Facebook á. Xong rồi cái đâu khoảng gần nửa năm sau, tới sinh nhật của em, anh mới nhắn tin chúc mừng sinh nhật em. Và em mới cảm ơn. Hai vợ chồng em 20 ngày là cưới rồi. Hả? Là nhanh quá vậy? Đợt đó là vợ của em là chuẩn bị đi Nhật. Cha mẹ vợ dưới cũng không muốn con đi Nhật nữa. Rồi cái đợt đó thì em vô, rồi em tấn công quyết liệt. Rồi em kết sổ luôn. Cái gì nếu mà để lâu quá là bà đi Nhật liền. Dớt luôn. Đi Nhật để làm. Nhưng dạ em đi du học á chị. Rồi ví dụ như trong 20 ngày đó tụi em quen nhau vậy là tụi em có thời gian để mà tìm hiểu nhau, có những cái buổi đi chơi mặn nồng hay là có những cái mà gọi là những cặp tình nhân người ta hay làm không? Thân mật nhau quá đó. Cái bữa đầu tiên mà em với vợ em gặp nhau á thì là em cũng là hơi bị vỡ mộng á. Tại vì cái hình ảnh của em thích vợ đó, vợ em là bây như bây giờ nè. Tóc dài rồi xinh đẹp rồi giờ tóc nối. Lúc đó là cổ tóc ngắn hả? Tóc ngắn lắm anh ơi, tóc ngắn lắm mà sơ sát. Anh đâu biết gì đâu anh. Gặp về cái nhắn tin này nè, anh thích em như xưa, em giờ anh không thích. Cái gửi tấm hình hồi nào em không biết, lúc em còn nói tóc á. Rồi nói anh nghĩ là hai đứa mình không hợp nhau đâu. Anh không mang đến hạnh phúc cho em đâu. Tự nhiên em nghĩ là buồn quá đi coi phim mình, buồn quá thì rủ hai đi coi phim chung. Tự nhiên về nhắn tin một nụi vậy đó. Xong rồi em mới tức quá, em mới gọi đi uống nước để em nói. Xong rồi đi uống nước nói chuyện, hai đứa mới hiểu ý nhau. Xong rồi lúc đó mới thường xuyên giữ liên lạc. Rồi đến khoảng 20 ngày sau á, anh dắt em về nhà. Anh nói là em ngày hôm đó em không có biết là dắt về nhà. Em tưởng nó dắt đi vòng chơi không Tự nhiên anh dắt vô tiệm vàng cưới mua nhẫn cưới. Xong rồi anh dắt em về nhà anh luôn, là lần đầu tiên về nhà anh nói với ba mẹ là cưới em luôn. Em hoàn toàn ngơ ngác luôn á. Đúng rồi, dạ. Lúc mà đám cưới em còn bình thường, em không biết sao em lấy chồng. Ủa nó nghe là có khi nào ông dẫn vô chỗ khác không? Có dụ em đi mình ngơ ngác, có dụ đi đâu không? Lúc mà gần cưới á, em rủ anh đi khách sạn á. Em rủ hả? Em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi. Xong cái em nói anh ơi, nhưng mà xong rồi á 12 giờ anh đi về nhà anh ngủ đi nha, em ngủ tay mình được rồi, mang trả tiền phòng cho. Em sợ liên lụy dính líu tại vì em cũng sắp đi Nhật rồi. Nên là đi cho biết mùi đời thôi. Rồi vô khách sạn. Xong rồi vô khách sạn em tắm, em thay đồ ngủ, em đem theo đồ ngủ nữa, đồ ngủ đẹp lắm. Xong rồi ra, xong rồi hai đứa nói chuyện này kia, tâm sự để hiểu nhau hơn vậy thôi. Xong rồi cái mắc cỡ quá. Vì sao? Kể luôn đi nha. Xong rồi bảy cái luôn. Bảy cái luôn trời ơi. Trước kể chuyện khác. Trước kể chuyện khác. Sao? Có đính chính lại không? Ai biểu
ai biểu cái đầm ngủ đẹp quá anh chị. Đây, ta ở đó giờ em chưa biết á, em thích. Chưa biết nên em thích. Lần đầu tiên với chồng luôn á. Dạ, xong rồi cái sáng hôm sau chồng em bắt đầu chiều dắt em đi về nhà luôn á. Ba mẹ ảnh chịu, xong rồi em mới gọi điện thoại về ba mẹ em. Em phải gọi hỏi ba mẹ ơi, giờ con sắp đi Nhật rồi, bây giờ có anh này hỏi cưới con á. Ba mẹ con nghe là ba mẹ kêu con á lấy chồng là con lấy chồng, ba mẹ kêu con đi Nhật là con đi Nhật, mà ba mẹ suy nghĩ kỹ nha. Cái mẹ nói mẹ suy nghĩ kỹ rồi con, mới vừa nói xong suy nghĩ kỹ rồi con, thôi con đi Nhật đi, con đừng đi lấy chồng. Cái nói dạ vậy thôi để con nói với ảnh. 5 phút sau nhắn lại, thôi con, mẹ và ba và bà ngoại đã nói chuyện kỹ rồi, con đừng đi Nhật nữa, con lấy chồng đi. em mới nói kêu thôi ba mẹ suy nghĩ có 3-4 ngày đi, không con, ba mẹ quyết định rồi, đừng đi Nhật nữa, bỏ tiền đi con, bỏ tiền đi lấy chồng đi, ba mẹ quyết định rồi. Không ơn cái em mới gửi hình, lúc chưa có gặp mới gửi hình của anh này chụp chung với gia đình của ảnh, là ảnh còn một người em trai nữa cũng sắp tuổi á chị. Xong rồi gửi về nhà, ba em nhìn chỉ vô 2 tấm hình, đó là chỉ vô ngay chồng em luôn, đó là thằng này tao chịu nè, là đúng luôn rồi. Đúng luôn. Dạ đúng luôn. Xong dắt về cho em mừng quá trời, cái hai bên gia đình tổ chức cưới luôn, em chưa biết gì luôn. Ba người nghe nữa lại luôn nhé. Xong rồi đêm tân hôn á, cha em á trang trí phòng tân hôn cho tụi em á. Trang trí người ta là happy wedding. Rồi cha em là happy picnic. Cái dán cái hình nguyên chiếc xe hơi du lịch vô. Cái xong rồi tối ngủ hai vợ chồng á, đêm tân hôn mà hai vợ chồng vô ngủ, cái em gái của em 8 tuổi mở cửa ra cho em ngủ chung với. Cái ba người ngủ chung, xong rồi tối thấy chồng em ôm em, cái em gái em mới lên cho em ôm với, rồi ba người ôm nhau ngủ luôn. Không làm gì hết. Không làm gì. Thôi, nhưng mà cái hôm ở khách sạn là đủ rồi. Đó. Đó. Xong giờ con em đi không nổi luôn. Em đi. Thật tình dễ, thật thà dễ sao. Dễ thương gì đâu. Rồi vậy chứ em có đi này, nổi không? Anh này đi nổi không? Em cũng đi không nổi luôn. Ủa nói nghe nè, trong cái khoảng thời gian yêu nhau như vậy, đến lúc cưới nhau như vậy, thì em có bất ngờ gì về ảnh không? Tới lúc đăng ký với kết hôn á, là trình bày giấy chứng minh nhân dân, em mới thấy là Quảng Đông Trung Quốc. Em mới gọi điện thoại, em nói mẹ ơi chết mẹ rồi, con lấy chồng Trung Quốc rồi con. Xong rồi mẹ em ở dưới quê nói vậy hả, Trung Quốc hả, chết mẹ rồi Hảo ơi. Lúc đó là ký vô giấy kết hôn rồi. Nhưng mà là em ở đây mà đúng không? Em dạ, ở đây em mà đúng không? Nguyên quán rồi đúng không? Dạ nguyên quán. Nguyên quán mà sinh ra ở đây. Dạ. Nhưng mà bây giờ sao về ở thấy chồng có chiều chuộng mình không? Dạ tại vì chồng em chiều em lắm. Rồi gia đình chồng có cưng em không? Dạ gia đình chồng cũng thương, ba mẹ chồng em là số 1. Ồ thấy chưa? Vậy là sung sướng quá rồi. Nhưng mà hai vợ chồng hiện tại là ở riêng. Tụi em cưới nhau đã bao lâu rồi? Dạ đến nay dạ, là 6 tháng. 7 tháng. 7 tháng. Quá son luôn đúng không? Bây giờ trong 7 tháng đó thì cô này thấy đáng yêu quá. Có tật xấu gì không em? Có tật xấu là hay quên lắm. Thì nói chung là cái đó cũng ưu và nhược điểm á. Nhờ cái ưu điểm đó mà em mới cưới trong vòng 20 ngày. Tại quen mà đâu có nhớ ngày đâu. Em nói 3 tháng. Em nói 3 tháng là em hốt luôn. Nhắc về gia đình, cái em thấy em cảm giác như làm như mọi chuyện nó tiến triển nhanh quá. Mà em lại không nhớ, anh ơi em thấy mình giống như quen nhau lâu lắm rồi đó. Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhớ không? 3 tháng rồi đó em. Nó ừ vậy cũng được ha. Chứ còn biết 20 ngày là mất hồn liền. Đúng rồi, quên rồi đó. Dạ đúng rồi, hay quên. Rồi còn gì nữa? Nó nhanh quá. Hồ Đạt á, thì để lung tung. Bị cận anh, đeo len. Thì em hay là đổi nước ngâm á. Nhưng mà cuối cùng lại đợt đi Sapa với đồng nghiệp em á, thì quên mang cái chai nước ngâm bỏ vô toilet, không nhớ. Xong cái qua ga cái kèm ghèm em thích. Suốt chuyến đi luôn. Có nghĩa là hay quên ngay cả quên cho mà cầm làm nữa. Dạ. Em không nhớ gì luôn. Xong rồi hỏi lại thì nói không nhớ. Nhiều lúc á làm cái gì á em cũng làm, nói em cũng ủa em có làm luôn rồi em xin lỗi nha. Em có nhớ gì đâu. Rồi á là đẻ ăn đứa là coi như là quên luôn. Quên luôn. Ừ đó. Con nói anh ơi mốt đẻ cho em đẻ thường nha, em mà đẻ mỗi mất cái nhớ. Rồi, còn cái tật xấu gì đáng yêu nữa không? Thích chồng không mặc đồ. À đúng rồi, thích em không mặc đồ. Sao vậy? Sao lại thích vậy? Sao lại thích vậy? Kính thưa quý vị khán giả, chồng em giống như là đi bộ đội vậy đó. Sáng mấy giờ thức, làm gì. Lúc đi ngủ, phải mặc như là đồ bình thường. Một cái quần nhỏ, một cái quần sọt, một cái áo. Em không thích, em đâu có mò được. Em không có mò
được. Ừ. Có bây giờ em thích chồng mập mập như nè. Lúc em, chồng em cưới em, chồng em chưa có vậy đâu. Chồng em không có mập, nhưng mà em thích chồng em mập cho nên làm cho chồng em mập lên. Xong rồi từ khi cưới em tới giờ chồng em ngủ là không có mặc đồ. Em thấy thoải mái không? Cũng thoải mái anh. Cứ ghế cũng quen. Dạ cũng vậy đúng không? Mới đầu em mặc đồ ngủ đẹp đẹp vậy đó. Ừ. Sau này em cũng không mặc luôn. Dạ. Rồi là cái tần suất là 6 hay 7 hay 9? Dạ mẹ ít rồi hả chồng? Vợ mẹ tuần chắc 2 lần 3 lần. Vợ em giờ thì hay trốn lắm anh. Hết thích rồi, hết thích rồi. Mỗi lần lâm trận là hô đau bụng hả? Không phải trốn, biết bị gì nữa. Tới lúc mà gần giống mẹ nha, em nói vậy, hôm nay mình làm việc nghe chồng là tối em dắt ăn đồ bổ vô nha. Tối giờ chồng ăn đồ bổ không luôn. Xong rồi tối cái tắm rửa mà đẹp, cái chuẩn bị cái anh ơi em đau bụng của anh chở em chút. Một tiếng đồng hồ đi ra chồng em ngủ mất tiêu. Mà ngày nào cũng vậy chứ, không biết bị gì nữa. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em là số 1. Chồng em không hút thuốc, nhậu cực kỳ giỏi, nhưng mà sẽ nhậu đúng hoàn cảnh và nhậu rất là thông minh. Điềm đạm, em không điềm đạm bao nhiêu là chồng em điềm đạm bấy nhiêu. Tại xấu hình như do em hết. Nhưng mà chồng em có một cái là chồng em lúc chưa cưới em á, là sống chung với gia đình á, mẹ chồng em rất là thương, cho nên là chăm sóc rất là kỹ về việc ăn uống á. Chồng em 31 tuổi, chưa biết nấu cơm. Không biết nấu cơm bằng nồi cơm điện luôn, cơm dân. Không biết phân biệt bột ngọt cái gì hết. Không biết cái gì, thiếu kiến thức về nền tảng cuộc sống. Còn đâu? Em là tự lập từ nhỏ tới lớn, cho nên em biết. Còn chồng em không biết gì kỳ cái đó. Nhưng mà bù lại về kiến thức á, về học vấn thì chồng em học nhận em làm thẩm mỹ mà. Những cái gì mà mình không biết chồng mình lại biết. Chồng mình không biết thì mình biết, hai vợ chồng bù qua đắp lại, cho nên là cuộc sống nó cũng dễ dàng á. Nhưng mà chồng em đến bây giờ em vẫn bị cái tật là em ăn lại đồ ăn của chồng em. Nhà em có nuôi hai con chó. Bình thường hai vợ chồng ăn đúng cái xương là cho chó ăn. Em gặm xương rất là hay, em gặm là cụm xương bóng lưỡng giật. Con chó không ăn. Chồng em gặm cụm xương của Yên Nguyên à. Ăn xương không được chị Hồng Dân ăn, chỉ là ăn thịt, ăn cá là phải gỡ ra luôn á. Nhưng xong rồi về em đâu có đâu, em để tự ăn không á. Xong rồi chồng em gặm á, ăn á, xin lỗi chồng. Nói đi em, nói đi. Chồng em ăn á, xong cục xương còn yên nguyên. Em thấy vậy cho con chó, em tức quá, em uổng, em lấy lại em gặm lại. Dục ra con chó không ăn. Hai vợ chồng đi ăn nhà hàng, mặc đồ rất là đẹp, em vẫn gặm xương của chồng em. Dễ thương quá à. Vậy là bây giờ đâu có thay đổi gì. Sao đúng không? Trời. Có cần thay đổi. Còn gì kể nữa không? Đâu có tật xấu đâu mà thay đổi. Tại vì á, chị Hồng Nhung biết không? Tại vì hai vợ chồng cưới nhau, trước khi cưới là hai vợ chồng có ra những cái quy định. Đừng cái là hai vợ chồng em xuyên học kiến thức về hôn nhân gia đình lắm. Nếu mà cuộc sống vợ chồng có cái gì chịch một chút, mình biết mình cơ sở sai ở đâu, hay là ở đâu một chút là mình chỉnh lại liền. Cho nên là cũng không có cãi nhau. Mặc dù quen 20 ngày thôi. Mặc dù quen 20 ngày. Chồng em nói chuyện chậm gì à. Còn em nói chuyện lẹ, mỗi lần cự lộn tới lượt em nó lâu quá. Đợi mình nói á, tới lượt mình cự lâu quá. Cái chồng em nè nè, mình nóng mình, anh nói em nghe nè, từ từ để anh nói cho em nghe. Mọi chuyện còn em thì được cự lẹ. Mình tức mà đợi tới lượt mình lâu quá, thôi nghỉ cự luôn. nghỉ cự luôn. Dạ, lâu quá, nghỉ cự. Mỗi lần chuẩn bị cự lộn cái chồng, thôi em không nói tới anh nữa. Cái chồng, thôi anh cũng nghỉ nói rồi. 15 phút sau hai vợ chồng quay lại nói chuyện bình thường. Rồi, quá dễ thương. Nhân đây thì em có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì đúng không? Em có một mong muốn này, rất là mong muốn luôn. Điều kiện khi mà anh ấy muốn cưới em nói em có 3 điều kiện, nếu đồng ý thì em cưới. Một là ở riêng, hai là phải cầu hôn em, cái thứ ba là tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chịu thì cưới, không chịu thì thôi. Xong rồi. Vậy là bây giờ được mấy cái? Được 3 cái rồi. Được 3 cái luôn. Được 2 cái, còn cái cầu hôn chưa bao giờ cầu hôn. Bây giờ khoan đi, rồi bây giờ tới phần em nè. Em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì nữa? Em mong muốn vợ em thay đổi là bớt bấm điện thoại lại. Nhiều khi em về cũng bấm điện thoại luôn. Không quan tâm. Không quan tâm. Em muốn vợ em bớt bấm lại để quan tâm gia đình hơn. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Bây giờ em bớt được không? Được. Được thì bây giờ em có thực hiện cái mong ước của vợ em, cái điều thứ hai hay không? Ngay tại sóng truyền hình luôn. Đúng chưa? Rồi. Đó. Em nói là khi mà em được cầu hôn một lần nữa, đó cưới đâu được cầu hôn, tự nhiên cưới. Không biết gì, giờ cưới cầu hôn đi. Như à, làm vợ anh nha. Nắm đẹp. Làm vợ anh nha. Để em suy nghĩ.
đồng ý đi mà. Suy nghĩ hơi lâu, chờ mấy tháng không được cầu hôn cho Quỳ cho biết. Để em suy nghĩ. Chả là em chơi lớn vậy sao? Đồng ý. Đồng ý. Như vậy là ba cái điều mong ước của em đã thành hiện thực rồi. Và chúc cho hai em lúc nào cũng nắm tay nhau viên mãn và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồng Phúc. Hiện tại thì em đang làm giáo viên cấp 2 tại bên quận 5. Năm nay em 26 tuổi. Thế là vợ Phúc. Dạ, em là Ngô Thị Mỹ Ly. Năm nay em 25 tuổi, là em là giáo viên tiểu học. Thế thầy cô gặp nhau trong trường hợp? Dịp tình cờ thôi, là bạn của em giới thiệu em tới để mà hát trong cái chương trình văn nghệ mà ngày hội việc làm của bên trường. Thì khi mà em tới thì cũng hát như là bao nhiêu những ca sĩ nghiệp dư khác thôi. Thì mình thấy lấp ló ở đâu đó xa xa, mình thấy có một cái cô bé cứ đứng cứ dòm dòm chị mình. Thì mình cứ nghĩ là chắc cũng hình như là có fan hâm mộ phải. Là do em nhìn nhầm. Tại vì trong trường em là có ca sĩ Sĩ Luân làm trưởng khoa. Nhưng mà từ khi em về trường làm là em chưa gặp được Sĩ Luân. Lúc đó là anh không có để tóc ngắn như vậy, tóc dài. Nhìn đằng sau cũng giống Sĩ Luân lắm. Chạy lại quay lại tính xin chữ ký. Đập đập cái vai quay lại em nhìn cái mặt là hết hồn. Rồi kìa, không phải Sĩ Luân mà là Sĩ Tượng. Sĩ Tèo, Sĩ Tèo. Nói nghe nè, em dạy môn gì vậy? Dạ em dạy tin học vậy. Thì kiểu này là có nhiều học trò nữ mê không? Không những học trò mà nhiều khi những giáo viên nữ trong trường cũng có. Tự tin với thầy, tự tin tại thầy đẹp trai nè. Mà thầy lại hát hay nữa đúng không? Cũng mình tự nhận mình hát hay thôi chứ còn không biết mọi người này ta nhận xét như thế nào. Cái quan trọng là tự nhận đó. À, quý vị trong trường quay có muốn nghe là Sĩ Phúc hát không ạ? Bây giờ tự nhận thì bây giờ để cho mọi người công nhận trước là bây giờ Sĩ Phúc hát đi. Xin gửi đến anh Thuận với lại chị Vân với lại khán giả là một bài hát. Thì cái bài hát này em hát trong cái ngày đám cưới của hai đứa em. Cái bài hát được mang tên là Cảm ơn cuộc đời. Em đứng lên đi, cho nó giống như Sĩ Luân. Ủa hồi đó lúc mà hát trong cái đám cưới thì là cô dâu có đứng không hay cô dâu ngồi? Cô dạ. Dâu từ dưới. Từ dưới đi lên. Thôi giờ cô dâu xuống dưới đi. Xuống luôn em, chơi đúng rồi. Anh coi như là ông Mai dẫn xuống. Tèn 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 tèn. Tèn 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 teo. Đây là mẹ chồng. Ở mẹ chồng chưa? 1, 2, 3, vỗ tay. Cảm ơn em, tình yêu của anh đã mang đến phút giây diệu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Thôi kể từ bây giờ. Cảm ơn anh Sôi. Anh đã làm cho thằng con trai tôi nó vui quá, nó hát hay quá. Cảm ơn anh. Từ hôm nay. Hôm nay là ba giao con gái, ba giao con đó. Con nhớ, con thương nó suốt đời nha. Ba cảm ơn con. Hay không quý vị, chú rể hát hay quá hả? Và phải công nhận rằng là tôi kêu bạn là Sĩ Phúc không sai. Là bởi vì bạn có một cái giọng hát ấm và truyền cảm y chang như nhạc sĩ Sĩ Luân. Mà nếu vậy thì chắc có lẽ em là người đổ trước ông. Dạ, sao hả? Lúc đó là anh cũng có người yêu rồi. Em cứ nghĩ là cái lời bài hát đó là lời mà anh nói với em. Cái lời nào là lời mà em thấm? Nếu mà anh đến sớm thì có lẽ đôi ta đã không như bây giờ. Xong rồi em cứ nghĩ là hay là nghĩ em có người yêu rồi nên không dám. Em về em chia tay người yêu của em và bắt đầu nhắn tin anh này tới tấp, nhưng mà anh không nhắn tin lại với em. Nhưng mà sau một thời gian chắc phải 2-3 tháng em nhắn tin hoài luôn. Rốt cuộc anh cũng chia tay người yêu của anh. Chị hỏi này nè, lúc mà vợ em đã chiếm đoạt được em rồi. Trời ơi, chiếm đoạt chứ còn gì nữa, nhắn tin 3 tháng mới chiếm đoạt được mà. Đúng không? Thì á, lúc đó vợ em có giữ rịch em không? Vợ em là cực kỳ ghen luôn. Tức là ví dụ như ở trong trường á, thì cũng có nhiều những nhân viên nữ chẳng hạn. Thì mình là anh trai, mình phải tỏ ra ga lăng trong mọi trường hợp. Khi mà mình ga lăng á, thì vợ mình lại không thích cái điều đấy. Đấy, lại cứ nói là ồ sao tự nhiên anh lại ga lăng kiểu đúng cái người đấy vậy? Tại sao mà không phải là người khác? Tại vì đi thì gặp có mỗi người đó thì ga lăng người đấy thôi. Còn mấy người kia có... có người rồi. Nhưng cái phản ứng của cổ lúc ghen sao? Nói chung là tính em rất là ghen. Đi trên đường mà ảnh nhìn gái, cái cô gái ăn mặc hở hang á, là ảnh nhìn. Thì em mới nói, nhìn gái nữa hả? Không, nhìn cái nhà kia đẹp kìa. Phải, tại vì Phúc cận thị mà. Này Phúc, có cái cơn ghen nào mà nó khủng khiếp không Phúc? Có. Cũng có ha. Đó là đỉnh điểm luôn. Trong cái khoảng thời gian mà làm ở trường á, thì vô tình em lướt trên Facebook thôi. Thì em gặp lại người yêu cũ của mình. Hồi xưa khi mà bị chia tay á, mình không biết một cái lý do gì cả. Mình bị, nên là mình cố gắng để mình hỏi thử coi là vì sao. Nhưng mà tại vì thời gian đó mình vẫn còn đang quen với người vợ của mình sau này á, nên là khi đó mình mới nhắn tin với người đó. Mình nói là thôi bây giờ hai đứa mình nói chuyện sau 11 giờ đi. Tại vì vợ em có thói quen á là tối về là gọi điện thoại cho nhau suốt.
Từ lúc về đến khoảng 10 giờ mấy là bắt đầu vợ buồn ngủ đi ngủ. Thì mình mới thấy vậy thôi, mình nghĩ là nếu mà mình làm cái gì đó, nếu vợ phát hiện ra thì nó không hay. Tại vì ý đồ của mình thì là tốt, nhưng mà khi mà mình làm như vậy thì vợ lại nghĩ khác. Thì vô tình hôm đó mình để máy ở tại trường, cũng đang mở nói chuyện vậy đó. Xong rồi vợ ở đâu đó, vợ hùng hổ lên rồi vợ kêu chứ anh còn quen với người yêu cũ hả, sao còn chat thế này nọ. Kêu chứ đâu có, phải chối á, mình đâu có nói, gì đâu. Mà xui một cái là cái màn hình vi tính vẫn còn đang hiện cái tin nhắn đấy. Thì vợ mới kêu đến đây nè để em chỉ cho, đây nè anh mới nhắn tin nè, anh kêu nè anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nhưng mà thật sự không phải, tại vì vợ em thì không có đọc hết từ trên xuống dưới. Tại vì em hỏi là tại sao hồi đó là chia tay anh, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm mà. Đấy, vợ lại không đọc hết những câu trên, vợ đọc câu dưới không. Nên đây là làm sao lúc đó người em run lên, mà em qua em tát một cái rất là mạnh, rồi cái kính nó rớt xuống, nó bể một hình tam giác kìa nè. Xong rồi một bên thì còn chồng, một bên thì mất hình tam giác, giống như bị chột vậy á. Có bị nội thương gì không em? Nhìn nhỏ người nhỏ con mà thôi chứ nội công thâm hậu lắm. Nhưng mà em bữa có bị nội thương không? Trời ơi, tái một cái, một là thấy mấy ông sao. Lại thật sự á, thường những cặp vợ chồng mà đến với chương trình á, khi mà bị cái gì anh và chị Hồng Vân hay yêu cầu họ thực hiện lại lắm. Nhưng mà riêng cái phần này anh không dám kêu. Kêu không tốt, cái tiền mất kiến nữa. Còn mất công mà rớt cái răng nữa. Rồi sau cái trận đó là chắc có thể là không còn cái chuyện gì để mà ảnh hưởng đến đến cái chuyện yêu đương của hai bạn, và cái câu chuyện hôn nhân của các bạn nó cũng trơn tru chứ không gì. Nói chung là cũng suốt quá trình sau đó thì cũng có, nhưng mà nó chỉ là những cái dành thời vu vơ thôi. Bây giờ đâu hôn, bây giờ em kể thử nghe cái hôm mà em cầu hôn với bà xã đó. Hôm này để cho bà xã em kể thì nó hay hả? Cả kể hả? Tại vì cái này bà xã em là người chịu đựng cái hôm đó nhất. Ồ vậy em hả? Sao vậy? Cái hôm là chịu đựng là sao? Người chịu đựng. Dạ tại cái hôm cầu hôn á là em mặc váy, ảnh trở ra cái cầu ánh sao á. Thì cầu ánh sao thì có cái bãi cỏ rất là đẹp, nhưng mà dưới cái bãi cỏ đó thì đất có kiến gì thì không biết. Ra ngồi nói chuyện tâm tình là cái phút lãng mạn xong rồi, có một hay hai con kiến á, nó chui vô mông của em. Tại lúc đó là cũng đang quen, cũng chưa thân lắm, nên cứ nhúc qua nhúc lại, nhúc qua nhúc lại, rất là ngại. Đến khi cái lúc mà anh lấy cái nhẫn cầu hôn ra thì lúc đó nó lên tới đỉnh điểm. Hai vợ chồng bà kiến à, sao em rút nhẫn ra sao rút. Nhưng mà khi đó em rút nhẫn ra thì em thấy ủa sao vợ cứ thì một lúc lắc, ủa sao, hay là vợ ngại. Tại xung quanh thì cũng có nhiều người chứ không phải là chỗ vắng vẻ gì cả. Kêu hỏi vợ chứ ủa em sao vậy, kêu không tại em ngứa quá. Mình cũng chuẩn bị hết rồi, cũng nhờ chuẩn bị nhẫn là chuẩn bị bài hát rồi, tại vì cũng có sáng tác riêng một bài cho vợ rồi. Đang chuẩn bị vừa mới đưa nhẫn ra cái vợ kêu đứng lên bỏ lao quá trời, lao kêu trời kiến cảnh đau quá anh ơi, kiến cảnh đau quá anh ơi, trời làm bao nhiêu cái sự chuẩn bị lãng mạn của mình nó bay hết. Dễ thương ha, rất là đáng nhớ. Coi như là cái đó là cái kỷ niệm mà của cái hôn mà cầu hôn. Rồi có kỷ niệm nào của cái đêm tân hôn không? Đêm tân hôn nó có dớp đó nha Thuận. Dớp. Sao đêm tân hôn? Tại vì nhà của em thì dạng gác gỗ, nên là em thì ở phòng trên, còn phòng của mẹ thì ở dưới. Nên là khi mà trong đêm tân hôn thì ở bên trên á, và nếu mà có làm cái gì á. Không chị nè, là phòng má chồng thì ở dưới phòng em, còn phòng em ở trên. Tại em cũng mới về nhà chồng thì đâu có biết đâu. Thì tối đó hai đứa râm râm. Mà không biết là ở dưới là má nghe hay không. Thì chị biết là tối đó má không có ngủ được, tại là cái gác gỗ mà anh. Cái xong rồi hai đứa mới thử diễn lại cái thử má có nghe gì không. Kêu ảnh lên gác ảnh cứ làm rầm rầm lại thử, để em ở dưới em nghe thử. Ai dè là ở trên làm gì ở dưới nghe hết. Kể cả nói chuyện luôn nghe luôn. Nói chuyện thì không nghe, nhưng mà mấy cái gỗ có két rồi nó dạ, cứ có két rồi rầm rầm lại làm gì cứ nhúng nhảy là nghe hết. Nhưng mà làm sao mà biết sáng ra có hỏi má không? Dạ không, má nói chứ hôm qua về mệt mà tối qua không có ngủ được. Thì hai đứa cũng hiểu rồi chị. À vậy hả? Cái chị hình dung á, sáng á mắt phờ phạc sủi sủi phờ phạc mắt tâm đen vậy. Hai con tôi qua vui không? Xong rồi đó có mắc cỡ không? Cũng hơi ngại ngại chị, ngay cái đêm đầu tiên là như vậy rồi, cho nên là từ đó về sau thì khắc phục không? Không biết khắc phục làm sao luôn. Các anh chỉ cho một cách, mỗi buổi tối tặng cho mẹ một cái tai phone, kêu mẹ bật nhạc lớn lên. Chừng nào xong rồi thôi mẹ ơi ngủ đi. Nghe nè, sau khi cưới về còn ghen dữ dội không? Cưới về vẫn ghen. Mà có cái trận nào mà nó đỉnh điểm giống như cái trận một bánh bể mất kiến không? Không, tại vì biết tính của vợ rồi, nên là thời gian sau đó thì cũng ở mức độ vừa phải thôi. Nhưng mà mình cũng kiểm soát được. Nãy giờ Phúc á kể xấu em á. Dạ em kể xấu giọng đi. Em hoàn hảo quá, sao có gì đâu. Khi lấy về thì chị anh Phúc chỉ có một cái tật đó là chậm chạp một xíu thôi. Ví dụ như bây giờ nếu mà để cho chồng em hoàn thiện hơn á, thì là em mong chồng em như thế nào? Thứ nhất là ra đường đừng có nhìn gái. Đàn ông ai cũng nhìn hết trơn á. Thiệt mà. Rồi sao nữa cơ?
Thứ hai là em chồng em biết ghen một tí xíu, anh không bao giờ ghen. Cái này em thông minh nha, không phải là không biết ghen, nhưng mà tại vì em á là thực dạng ghen, nhưng mà ghen một cách có văn minh văn hóa đàng hoàng. Mình ghen thì mình phải có lý do đàng hoàng chứ không phải ghen bu vơ giống vợ mình đâu. Em muốn vợ em thay đổi gì không? Bớt nóng tính đi một chút nữa thì chung là vợ chồng sẽ sống hòa thuận với nhau nhiều hơn. Có bớt ghen không? Không, ghen thì trong máu rồi, không lọc được. Không lọc được. Chị thấy vậy nè, ước mong một cái điều mà để cho chồng hoàn hảo hơn là chồng biết ghen một tí. Trời ơi, ghen mệt lắm, chị nói thiệt đó. Đừng có ước chồng ghen. Đó, nhưng mà đương nhiên thì đó như Phúc nói á, ai cũng ghen hết, nhưng mà ghen đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc. Thì theo chị thì em nên bắt chước cái điều đó ở Phúc. Đúng thì ghen, không đúng thôi. Chị góp ý về phía em thôi, chứ còn bây giờ ông xã hoàn hảo quá. Chị đâu biết góp ý gì cho ông xã đâu. Chị biết là em cứ từ mức độ này phấn đấu tiếp để hoàn hảo hơn nữa. Người thầy gương mẫu này, người chồng gương mẫu, sau này sẽ là người cha gương mẫu nữa. Nhé. Và giữ hoài cái hạnh phúc này nhé. Rồi, cảm ơn em. Cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Thành Long. Năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Rồi con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế rồi còn con? Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Con giới thiệu gì nè, đi. Con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi. Và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Kim luôn make up đi, để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ, bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Ở lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã, Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy, thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Bị chửi ngay và liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ, mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Lướt qua. Đó. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? Rồi con, như vậy là... còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh ấy kể lại thì con ấy nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi, người ta bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, dạ, con cũng chả nhớ về ông này không? Đúng không? Không ấn tượng gì cả. Vì thực ra con cũng bị cận vậy ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của các bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để
làm một bữa tiệc mời bạn ấy đến, nhưng mà cũng không thành. Nhưng mà con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram, rồi và cuối cùng thì thấy hình tượng của không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào, có đúng với gu của con không, đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Và con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe, rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang, mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp, bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa nhưng mà con làm bài, làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối. Bé này là con đang sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ anh là chụp đâu đúng không? Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra anh không? Anh là cái ông có mà con... Có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ, vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh á, nhờ ảnh chụp free vậy có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng con mà... chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà... chưa biết con được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bạn để tóc dài, tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp, thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa đâu, xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắc là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thế thì hôm đấy là quá mệt, bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá, thế là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh một cái son đến ấy ạ. Thôi chắc là anh ấy chẳng có ấn tượng gì đâu, bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không?
thứ hai cũng bình thường ạ. Không, tại vì bận ngủ rồi con không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con á, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng, cái hình ảnh đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu cũng, đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Ừ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm mãi không ăn uống, thương quá cho nên rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Ừ. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi. Rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. À? Vậy thì là Long sao tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Ừ. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Ừ. Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Ừ. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. À. Thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Ừ. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Ừ. Đó. Ừ. Đâu cô có thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. À, anh tức là anh lại gì? Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Coi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. À, vâng. chú có xem. Em có bận không hả? Vâng. À. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chả có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng vâng. không? Có mà thể anh, là anh trong nghĩ cái... chắc anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Vâng. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Các bạn là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Vâng. Ừ. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Thế tụi con yêu nhau mấy năm? Tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Ừ. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Thầy anh nói dối ạ. Ừ, nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy, thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Ừ. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Ừ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu thì anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Ừ. Vâng. Còn... tức là đi chơi rồi có bồ bịch gì đúng không hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì không, con bạn tại là... vì bạn này không nói ra. Ừ. Tức là hai đứa không đã bị nói dối ạ. Ừ. Là giận là anh giấu đó. Thật. Vâng. Giấu thật. Ừ. Không nói hết. Đúng và trong khi ạ. Con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe. Dạ. Và những câu chuyện của con. Vâng. Đó, còn ảnh thì không kể. Đúng rồi. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À, thứ người yêu không ấy nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Ừ. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Biết. Thực ra lúc đó thì con biết. Ừ. Nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Ừ. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. À. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin bao lỗi lâu, được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con
con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế thảm? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Và không nhìn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buồn miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là Hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Cứ thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi được cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ. Để mà cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng để tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất là đẹp dai xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15 tháng. Vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. À đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ôi chứ ông bà nội đấy có thằng con trai thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ. Cũng không, bình đẳng không lắm. Ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm. Mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Đấy, thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc con đi làm rồi. Có nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì lại là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thì thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Thì không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng thì con làm việc ở Hà Nội ạ. À tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhiều nhất khởi là... nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Rồi Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đũng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ vẫn chưa? Trong quá trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều ạ. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy ạ. Thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh thì mấy cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ạ. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là
Có phác đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phác đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống, với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Bởi vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi, cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vì con cứ giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn. Kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá, lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người. Bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia á. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu và mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bà, sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời ấy. Và con phải ngủ, nói không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được, mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con. Tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm, chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á, cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để bây giờ mình cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn á. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game. Game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tình lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy làm phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà hạn chế á. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn còn. Vâng. Đó. Còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm. Vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Vâng. Đó. Nhưng mà đa số thì không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Nên là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác, như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè những thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhiều làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng cái này quăng cái kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp? Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì
cái tính như vậy rồi, không biết thế nào. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc, chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là đó, hòa hợp được cái style đó, em thích cái mẫu này nó phải dày không? Em phải thích cái mẫu khác đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Đó. Thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi chịu vui vẻ, rồi tạo mood. Mới nhớ bạn là vậy. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung mà làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Nhưng sau khi cưới thì người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Vợ con không phải là người khó tính mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà đúng không? Tài xế là một nè. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con với các anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thế thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ, nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh ấy bây giờ cũng không vô tâm và cũng không quan tâm đến con mà con trai con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. À, biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, đúng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng chứ ạ. Không phải là bạn chỉ nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đó cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi. Rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. Con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ
chăm con nè, chơi với con nè, à, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được, và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Ờ, nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không, con cứ để hoài, con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì, không, con cứ để hoài, nhưng con tạo, nó tạo thành một cái thói quen là cứ con cứ để con nghe con ngủ lúc nào con không biết. Ừ, bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Đó. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh, yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long. Đó, và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một cái lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nha. Nhìn vào mắt vợ nhá. Vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Ừ. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cơ. Mà xúc động lắm á. Ừ. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi, thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha. Chút nữa chúng ta